Thành tích mỹ nhân Việt tại Miss Universe, Phạm Hương không đăng quang nhưng gây sốt, Ngọc Châu được kỳ vọng tạo kỷ lục mới. Miss Universe là đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất trên thế giới và khán giả Việt đang kỳ vọng Ngọc Châu sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Miss Universe là một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín trên thế giới. Tính đến nay, cuộc thi đã diễn ra 70 lần nhưng sức hút chưa khi nào giảm bớt. Bởi lẽ, các quốc gia đều gửi đến Hoa hậu Hoàn Vũ những mỹ nhân toàn vẹn từ kỹ năng đến tri thức, qua đó tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Việt Nam gửi đại diện tham gia Miss Uni vất lần đầu vào năm 2004. Dù gia nhập đường đua nhan sắc khá trễ nhưng đến nay, các mỹ nhân Việt đã tích lũy được thành tích đáng tự hào. Theo đó, từ 2018 đến 2021, các nàng hậu Việt đã xuất sắc kéo dài chuỗi in top 4 năm liên tục. Hiện tại, vị trí cao nhất tại Hoa hậu Hoàn Vũ là thành tích top 5 của Hien và Ngọc Châu Miss Universe Việt Nam 2022 được đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo nên kỷ lục mới. Giai đoạn 2004 đến 2014, nhan sắc Việt hội nhập thế giới, Thùy Lâm là điểm sáng. Người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam thì Miss Universe là Hoàng Khánh Ngọc, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2004. Với chiều cao nổi bật 1 phút 81, Khánh Ngọc có lợi thế khi đọ sắc cùng các mỹ nhân quốc tế. Dù sở hữu kỹ năng trình diễn nhưng cô không vào được top 15 chung cuộc. Tại Miss Universe 2004, Khánh Ngọc chỉ mang về giải thưởng phụ nữ hoàng sàn diễn. Đến Miss Universe 2005, Việt Nam cử hoa khôi Hà Nội, Phạm Thu Hằng trình chiến. Kinh nghiệm non nớt và thời gian chuẩn bị gấp rút nên Thu Hằng không thể vào top 15. Năm 2008, Việt Nam đăng cai tổ chức Miss Universe và mỹ nhân đại diện năm đó là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên, Nguyễn Thùy Lâm. Được thi trên sân nhà, Thùy Lâm vô cùng tự tin thể hiện hết khả năng của mình. Kết quả chung cuộc, cô vào đến top 15, thành tích đầu tiên của nhan sắc Việt. Sau Thùy Lâm, các mỹ nhân Việt dù cố gắng nhưng không để lại ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Giai đoạn 2015, này Phạm Hương gây sốt, hát Henai tạo kỷ lục. Đăng quang hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương được cử thi Miss Universe cùng năm. Với nhan sắc cuốn hút và kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, Phạm Hương lên đường với nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Và không phụ lòng khán giả nước nhà, nàng hậu gốc Hải Phòng tạo nên cơn sốt truyền thông tại Mỹ khi liên tục để lại dấu ấn. Phong thái tự tin và tinh thần quyết chiến cao, Phạm Hương trở thành thí sinh nổi bật xuyên suốt cuộc thi. Thế nhưng, trong đêm chung kết, Phạm Hương bất ngờ không được gọi tên vào top 15. Đây là kết quả không chỉ gây tiếc nuối cho fan nhan sắc Việt mà còn khiến truyền thông quốc tế vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ trước thêm chung kết, Phạm Hương được nhiều diễn đàn dự đoán sẽ đăng quang. Mặc dù không gặt hái thành tích như mong muốn, nhưng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 vẫn được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về. Có thể nói, Phạm Hương cũng là mỹ nhân đưa Miss Universe đến gần hơn với khán giả Việt. Sau đó, các năm 2016 và 2017, Việt Nam cử lần lượt hai đại diện là Lệ Hằng, Á hậu hai Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 và Nguyễn Thị Loan. Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 đến với Miss Universe, cả hai mỹ nhân đều dừng bước trước top 15 chung cuộc. Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018 chính là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Hathenai. Với làn da ngâm khỏe khoắn, mái tóc ngắn cá tính, Hathenai dễ gây chú ý khi tham gia trình chiến tại Thái Lan. Xuyên suốt cuộc thi, nàng hậu mang đến sự thân thiện, luôn tỏa năng lực tích dù hạn chế về ngoại ngữ. Cho đến đêm bán kết, màn xoay váy của hát hen này đã gây bão truyền thông, qua đó giúp cô trở thành một trong những thí sinh được nhắc đến nhiều nhất trước thềm chung kết. Đêm chung kết Miss Universe 2018 trở nên khó quên với những người hâm mộ nước nhà. Hát hen này liên tục được gọi tên và thẳng tiến đến top 5 xuất sắc nhất. Dù gây tiếc nuối khi không vào được top 3, nhưng bấy nhiêu thôi đã khiến các fan không thôi tự hào. Trở về với kỷ lục là mỹ nhân Việt đầu tiên đi đến vòng ứng xử tại Miss Universe, h Nai nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Với những giá trị đã tạo ra trong và sau đương nhiệm, người đẹp Ed được fan ưu ái gọi là nàng hậu quốc dân. Sau thành tích của H'Hen Nai, các mỹ nhân Việt tiếp tục tạo được dấu ấn tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất thế giới Miss Universe. Lần lượt Hoàng Thùy vào top 20, Khánh Vân vào top 21, Kim Duyên vào top 16 qua đó tạo nên chuỗi in top 4 năm ấn tượng cũng như khẳng định được vị thế của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Tại Miss Universe lần thứ 71, Ngọc Châu sẽ là mỹ nhân gánh vác sự kỳ vọng của khán giả. Nhan sắc cuốn hút cũng bản lĩnh đã tích lũy sau nhiều cuộc thi trong nước lẫn quốc tế. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 được đánh giá là chiến binh toàn vẹn mà Việt Nam gửi đến Miss Universe năm nay. Với lợi thế có được, người đẹp gốc Tây Ninh được fan dự đoán sẽ đạt thành tích cao hơn vị trí top 5 mà HNI đã làm được ảnh tổng hợp